Chào mọi người nhé, hôm nay rảnh rỗi nên mình sẽ làm cái clip này để chia sẻ một số anh em đam mê mà chơi bịp mồi. Thì có thể nói là trong các dòng chim mình cũng chơi chim mồi thì mình thích nhất chơi cuốc và chơi bịp. Thì con cuốc thì nó dễ bao nhiêu thì con bịp nó lại khó bấy nhiêu. Bình thường nếu mà con cuốc thì chúng ta chơi thì chúng ta nếu mà chơi chim mồi, đây là mình nói ở góc độ chúng ta chơi mồi hay nhé. Còn góc độ chơi mồi bổi mà mồi vỡ thì mình không nói. Còn đây là mình nói là để mà có một con mồi thật sự để mà hay. Tại vì sao như này, nếu để bắt được bịp bịp ấy thì mình khẳng định các bác là chúng ta không dùng chim mồi thật ngon, mà chúng ta chỉ dùng chim những con mồi để hỏng mồi vỡ chim bổi chúng ta cũng bắt được, không vấn đề gì nhé. Thì đấy là ở mức độ điều kiện chúng ta không có điều kiện để chơi những con mồi hay. Thế còn thực sự để sở hữu một con mồi hay chơi ấy, thì nó có cái thú riêng của nó. Nên là có những bác đầu tư ra đến 15-20 triệu để mua một con chim mồi. Con này là mình đang nuôi được 3 năm rồi nhé. Con này con đực nên mình con này mình cất rất là kỹ. Hôm nay mới khoe thôi. Con này vẫn chưa đi lần nào. Lý do chưa đi vì con này chưa sung nhé. Con bịp mồi thì nó rất dở như này. Khi mà chúng ta nuôi bịp mồi, nhiều bạn nuôi được 1 năm, 2 năm cho đi một phát bụp vỡ luôn. Thế là từ đấy giờ là cứ chơi với chim vỡ. Thế còn khi bịp mồi nuôi ít nhất phải từ 2 đến 3 năm nhé. Và các bạn xem là những cái clip mình tập chim mồi cực kỳ vất vả mà cực kỳ công phu đấy, mà còn chưa ra gì. Thế nên là nhiều bạn hỏi là đi chọn chim mồi thì chọn như nào, thì nếu thật sự để mà chọn như thế rất là khó. Tại vì nếu đến nhà người ta thì không nói được gì cả nhé. Quan trọng là cứ phải đi rừng thì mới nói chuyện được, còn nếu mà không đi rừng thì vào thời điểm này đấy thì những con chim mồi mà chúng ta nuôi được từ 2-3 năm rồi thì bắt buộc chúng ta phải cho vào nụp đứng như này. Thì thời điểm này đầu tiên chúng ta phải cho đứng nụp cho nó quen dần đi đã. Đơn giản đây là một cách làm quen này. Sau này là sập nhiều con mà lần đầu tiên bổi sập chạy bất dép, chứ không sợ bổi mà sợ như cái này. Nên là mình cũng phải thử hết các kiểu nhé. Thì những hôm nắng ấm thì mình sẽ mang lồng ra chỗ ngoài, mình treo những chỗ mà mùa này bổi nó không sung. Nên là miền Bắc là trời lạnh bổi không sung, nên chúng ta có thể ví dụ như hôm nắng chúng ta mang mồi phơi nắng. Thế còn vừa mình nói là để mà đầu tiên mà đi chọn chim mồi, những con mồi mà nó tầm khoảng nó dưới 1 triệu, 2 triệu thì mình không nói. Tại vì với giá tiền đấy thì khi người ta nuôi một con chim 2 năm như vậy thì cũng chỉ đủ tiền công chăm thôi, công cám thì thôi, chứ còn chúng ta không đòi hỏi được nhiều nhé. Còn thực sự những con mồi mà để hay hay không thì đầu tiên là chúng ta phải chăm sóc ở chế độ mà cực kỳ căng. Như con này thời điểm này là mình cho ăn 100% ăn thịt. Cám đây chỉ làm vì thôi chứ cho thịt căng nó không ăn cám đâu. Ăn thịt 100% luôn nhé. Tại vì mùa này mình đang thúc con này thật căng để sang riêng xem nó nửa. Thì cứ khi nào mà nửa nó căng thì là sẽ ok. Nửa căng như nào nó sẽ kêu nhiều, còn mùa này nó không kêu. Thế còn lại nói là nhiều lúc mà các bạn đi mua chim. Hôm trước có một bạn hỏi là bán cho mình một con nuôi 6 năm rồi mà người ta nói chưa đi lần nào, nhưng mà mình cũng không dám bắt. Giá rất rẻ luôn. Tại vì sao? Ví dụ như con này mà khi các bạn chơi mà năm đầu tiên mà chúng ta làm hỏng ấy, thì nuôi 2-3 năm sau thì nó cũng khi đến này nhìn thì không biết là nó vẫn thuần vẫn dạn. Nhưng mà một con chim hay thì đầu tiên cứ phải thuần đã. Còn không thuần thì còn đã trông cái người mà hoảng mà chạy thì loại luôn, khỏi phải để ý nhé. Nhưng con đấy thì về chúng ta cứ bắt con bổi mà chơi hay hơn. Còn những con này thì cực thuần luôn. Em này là đực nhé. Con này mới đứng nụp được khoảng độ 2-3 ngày nay thôi nhé. Con này mình mới cho ra nụp đứng nhé. Đây mình mang ra những chỗ mà cây, cối. Đầu tiên chỗ yên tĩnh. Chúng ta không cần thiết phải chơi một cái nụp quá rộng nhé. Đầu tiên chơi nụp to quá đi vác đi mệt lắm. Các bác nhìn này, mới đứng nụp nên là nó vẫn còn ngáo ngơ nhé. Nhưng mà lúc này là lúc mà phải để cho nó quen dần đi. Nên nhiều bạn chỉ thích chơi nụp to. Thì cái này khẩu vị của từng người.
Một số bác cầm cái đục mình bỏ chia mỏng manh, nếu đục này mà các bác chia mỏng manh thì chúng ta chả chơi được đục nào khác nhé. Thì nhiều bạn cũng chụp ảnh gửi cho mình bảo là bìm bịp thì nhìn phân biệt em trống hay mái. Nhìn ảnh, nhìn clip qua các bạn mà nó không kêu thì thực sự cũng rất là khó. Còn cái cá nhân mình thấy là con đực thường thường thì nó nhỏ và tiếng kêu nó phải là thanh hơn. Còn con tướng con mái thường thường rất là to và giọng trầm. Về cơ bản thì đực hay mái này nằm mồi đều được nhé. Thực chất mình thấy những con mái nằm mồi bền hơn. Tuy nó không kêu nhiều nhưng mà chơi nó lại bền hơn. Còn đực thì chúng ta phải chơi ở chế độ làm sao con đực nó phải ở chế độ sung nhất. 100% thì chúng ta mới đi được nhé. Còn đực mà không có nửa thì mang đi hỏng luôn. Thì mỗi người sẽ có một cách riêng. Nhưng mà mình thì đây là cái cách của mình mà mình để mình chọn những con chim mồi. Thực chất thì mình nuôi rất nhiều, thuận rất nhiều con. Nhưng mà mình cũng không còn con nào ra hồn để chơi. Tại vì nhiều anh em ở các tỉnh xa đến thì chơi thì giao lưu thì mua nụt thì các bác ấy cứ quăng tiền vào, thông ra là mình lại cắn răng để bán đi những con mồi hay, nên là quanh đời ăn mới nuôi chim mồi mới lại vực chim mồi lên. Beep 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 be